IEM sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Trước mắt các bạn là những viên đá 12 mặt anh em mới làm ra, có đủ màu sắc. Đây là màu hồng và đây là màu trắng. Anh em không phải là những chuyên gia phong thủy, anh em chỉ là những người tạo ra những sản phẩm này. Và cách để anh em nhà sàn tẩy rửa nạp năng lượng cho đá là anh em dùng tự nhiên dùng ánh nắng của mặt trời. Khi anh em làm ra, anh em thường phơi ra ngoài nắng và để mưa qua đêm để những viên đá 12 mặt được trả lại trạng thái tự nhiên của nó. Qua quá trình cắt gia công có một số những tạp chất, có những số năng lượng hay đá thành có nhạc điện, có thể tích điện hay là ít điện thì hay gọi là năng lượng, thì anh em thường phơi ra ngoài ánh nắng mặt trời. Các bạn thấy phơi ra ánh nắng mặt trời để nắng mưa sương để nạp năng lượng của trời đất trả lại hệ tự nhiên của đá. Còn các nhà cắm xạ hay các chuyên gia phong thủy nạp năng lượng của đá theo các phương pháp khác nhau tùy theo. Còn anh em ở sàn Tây Nguyên chỉ dùng tự nhiên, nắng gió mưa sương ngày đêm để trả lại tự nhiên của đá. Anh em ở sàn không phải nhà phong thủy, chỉ là địa chỉ tin cậy của các nhà cắm xạ học và các chuyên gia phong thủy, nên nhiều cô bác lầm tưởng anh em là nhà phong thủy. Không phải. Đây là phương pháp nạp năng lượng của anh em ở sàn Tây Nguyên. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em ở sàn Tây Nguyên. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên. Nhà sàn Tây Nguyên nằm ngay thành phố Di An, Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km, là địa chỉ tin cậy của các chuyên gia phong thủy, của các nhà cảm xạ chuyên về các loại đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam mình. Anh em ở sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.